Xin mến chào bà con nông dân đến với kênh Cuộc Sống Miền Quê. Thì hôm nay mình trở lại cái miếng lúa xạ sao của mình bà con. Miếng lúa này thì mình xạ bữa mùng 10 tháng 2 sao ha. Tức là cho tới bữa nay là nó được 13 ngày. Thì đây là kết quả mình đã bón phân đợt 1 là 12 kg cộng với humic thôi bà con. Thì mình bón cái lúc mà cái giai đoạn 10 ngày thì cho tới bây giờ là nó đã được 13 ngày á. Thì bà con thấy là bón vô mới có 3 đêm thôi mà mình thấy cái lúa nó đã bắt đầu bắt phân và xanh trở lại nè bà con. Nói chung là đến cái giai đoạn này thì nó vẫn chưa có nở chồi thôi bà con. Tại vì nói chung là cái miếng lúa này mình xả nước rồi gạ nhiều quá, cho nên là đất này nói chung nó cũng hơi èo ọt cây lúa đó. Thì cho nên là đến cái giai đoạn này thì nó vẫn chưa có đâm cái con. Thì hôm nay thì mình đi bón phân, xin lỗi là đi bơm nước vô rồi ha bà con. Tức là mình bón phân cái cấp 10 ngày là mình bơm nước cho nó lút lên rồi bắt đầu mình bón. Bón xong thì đến 3 ngày sau hôm nay á thì nói chung nước nó đã giật xuống rồi. Cho nên là mình sẽ tiến hành mình bơm thêm. Tức là cái giai đoạn này á thì nói chung là vụ hè thu bà con nên liên tục là ém nước ha, cứ 2-3 ngày bà con cứ bơm lên. Thì đây là mình xả, nói chung là xả có 16 kg giống xác nhận thôi. Cho nên là nhìn nó cũng không có dày lắm ha bà con, cũng hơi thưa đó. Nhưng mà mình xạ bằng cái máy phun phân thì nói chung là nó cũng đều, nó thưa nhưng mà nó rất là đều. Thì miếng này thì nói chung chắc cũng nhẹ dặm bà con. Tại vì cái giai đoạn đầu là mình đã xử lý ốc rất là triệt để rồi ha. Thì khi mình xạ xuống rồi mình bơm nước thì cái cây lúa nó không còn ốc để mà hại nữa. Cho nên là bây giờ là bà con thấy là cái lúa mình bơm vô nó còn yên nguyên ha. Thì nói chung là từ đầu mùa tới giờ mình chưa có cứng đất lần nào hết. Cho nên là cái rễ hầu như là nó cũng không được đẹp lắm ha bà con. Thì nói chung là mình chịu khó ém cái giai đoạn đầu này đi. Rồi mình khoảng một 6-7 đêm nữa thì cái lúa nó vừa mà chuyển hết phân á, thì bà con cứ tiếp tục là bón phân cái lần hai nữa ha. Thì đây là mình làm cái hè thu là mình bón sớm, rồi sau đó là mình phun các cái loại thuốc và phòng trị sâu đục thân rồi đạo ôn là mình bỏ luôn cho đến giai đoạn là 40 ngày hoặc là 30 mấy ngày tùy theo cái trà lúa của mình á. Là nếu như mình cái lúa mình nó vàng sớm thì bà con cứ đón đồng sớm thôi, tức là rải phân rước đồng, không cần phải là đến cái giai đoạn mà nó có tim đèn gì cả ha bà con. Tại vì cái vụ hè thu này mình không nhất thiết là phải bón phân mà đúng cái thời điểm mà nó có tim đèn 1-2 ly gì cả. Thì đến cái giai đoạn mà nó quá vàng thì bà con cứ bón vô. Nói chung là vụ hè thu thì mình làm là cái năng suất tối ưu thôi, chứ đừng có để là gọi là năng suất tối đa. Tại vì vụ hè thu là một cái vụ mùa mà bà con thấy là giai đoạn này thì trời rất là nắng nè, nhưng mà đến khi mà lúa chỗ chín á thì nó sẽ mưa dầm, mưa nhiều mà bà con cái dàn lúa mình quá dữ á, thì sau này có khi là nó sẽ thất hơn so với cái lúa mà yếu phân đó bà con. Tại vì cái vấn đề đổ ngã thì nó sẽ làm thất thoát cái năng suất của mình khá là cao. Cho nên là làm chủ yếu là cái vụ hè thu này là mình làm năng suất tối ưu thôi, tức là nó vừa phải thôi, không có được trúng quá mà cũng không được thất quá. Bởi vì nếu mà trúng quá mà bà con thấy là mưa sập rồi coi như là cũng như không thôi bà con. Thì cái video này thì mình muốn nói là cái vấn đề là bà con cái giai đoạn này từ khoảng giai đoạn từ 6-7 ngày đổ lên, từ 5 đến 6 đêm á, bà con cứ dọng nước để ém thôi. Ém đến một cái giai đoạn là khoảng 20-30 ngày thì bà con cứ xả ra rồi để cho nó khô một lần đó ha. Khô một lần cho nó cứng đất lại hết, cứng cái nền á. Rồi sau đó mình mới bắt đầu vô nước lại để bón phân đón đồng. Chứ bà con mà cái giai đoạn này mà bà con cứ để nó
nó khô hoài là có thể là nhiều cái đối tượng nó lên cỏ, rồi lúa cỏ hoặc là lúa nền thì nó lên rất là nhiều ha bà con. Thì bà con lưu ý cái vấn đề đó. Thì chủ yếu là hôm nay mình đi bơm nước lại, mình bơm thêm á, rồi mình quay lại cái video, rồi cũng chia sẻ với bà con về cái vấn đề là nước bà con phải ém liên tục ở cái giai đoạn này, mình không cho nó lú gò lên ha bà con. Cứ 2-3 ngày thì nắng nóng này thì nó rất là nhanh giật. Nếu mà bà con mà cái bờ mình giữ được á thì nó cũng khoảng 3-4 đêm, 4-5 đêm. Còn nếu cái bờ mình không giữ nước được, mình không có ép bờ á thì nó rất là nhanh khô. Mà khô rồi bà con cứ bỏ hoài thì cỏ nó lên ha. Cho nên là hôm nay là nó khô lại hết rồi, mặc dù là cái đất này nó không thể lên kịp đâu bà con. Nhưng mà bà con thấy nè, cái đất này nó gạ gạ là nó không bao giờ lên kịp. Nhưng mà mình vẫn tiếp tục ém. Tại giai đoạn này là mình ém suốt à, không để cho nó khô mà nó khô đất quá đó, thì dẫn đến cái tình trạng là cỏ và lúa cỏ nó lên. À, đó điều chia sẻ cùng bà con ha. Thì nói chung là bữa nay 3 đêm mà, thì khoảng chừng 5 đêm là bà con thấy nó bít hết rồi ha. Bắt đầu nó đẻ chồi á. Khi mà đẻ chồi rồi là bà con thúc phân 2 vô liền, để cho nó có thể là trên cái đà nó sẽ phát triển luôn. Còn bà con mà cái giai đoạn này, từ giai đoạn 1 mà tới đây giai đoạn 2, bà con để xa quá mà cây lúa nó vàng lại rồi nó đẻn rồi nó không đẻ chồi được, coi như là lúa sau này mình không có đặt ngọn được ha bà con. Thì bà con cứ giai đoạn nhỏ này mình cứ nung tới đi, nung tới làm sao cho cây lúa nó được bự con, cái là cái giai đoạn sau mình sẽ bón ít đồng lại, ít đón đồng ít lại. Thì sau này cái vấn đề mà đến khi chỗ lúa nó không xanh, tức là nó ngã màu chanh vàng, thì nó chỗ rất là ngon. Sau này cái vấn đề là lỡ mà mình chỗ ngày mưa đó con, chỗ ngày mưa thì đối với cái giống UM18 này mà nếu mà xanh quá thì nó sẽ bị lép rất là nhiều. Đồng thời nó cũng có thể là xảy ra cái hiện tượng là cháy bìa lá nữa đó. Cho nên là mình làm sao mà đến cái giai đoạn mà chỗ mà nó ngã màu chanh đều hết á là bà con chắc ăn. Cái thứ nhất là hạn chế độ ngã, thứ hai là hạn chế cái lem lép hạt ha. Còn mà con để xanh quá thì cũng dở ha. Cho nên cái giai đoạn đầu mà con cứ nung làm sao cho cái cây lúa nó đủ chồi, đủ cây, đủ sức để có khả năng nó làm đồng tốt được á, thì cái giai đoạn sau mà con không cần phải bón nhiều phân. Thì đó là cái vụ hè thu là mình phải đi ngược lại với cái đông xuân. Đông xuân thì có thể là mình bón đón đồng, bón nhiều ha, bón 25-30 kg. Nhưng mà đối với hè thu mình bón kiểu đó là không được ha bà con. Tại vì cái mùa này là mùa mưa, thì nó có nhiều cái chuyện nó xảy ra mà làm cho cái năng suất của mình nó sẽ thấm mất đi. Cho nên là bà con cứ làm theo cái cách là ban đầu bón nhiều, rồi giác sau bón ít lại. Đó, bà con thấy không? 12 kg thôi, 12 kg ghê mà bà con thấy nó cũng xanh rồi. Mấy cái miếng này bà con thấy nè, ta chưa có bón phân mà con thấy là một trời một vực ha. Nhưng mình làm sao mà bón đạm thôi thì nó vẫn nở đủ chồi thôi. Đó là hôm nay thì mình đi bơm nước vô để mà ém cỏ, thì mình sẵn làm một cái video để mình chia sẻ với bà con như vậy thôi. Video cũng khá dài rồi, thì xin chào bà con. Bà con thấy video hữu ích thì xin cho mình một like. Bà con nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký để được theo dõi những video mới nhất của mình ha. Đến khi cái bón cử 2 rồi phun xịt những loại thuốc gì thì mình tiếp tục sẽ chia sẻ với bà con ở trong suốt cái quá trình cái vụ hè thu này. Thì có một số bà con thì cái giai đoạn này cũng xạ rồi, xạ lớn rồi phải không bà con. Còn một số bà con thì cũng chưa xạ, thì bà con nào cứ theo dõi kịp thời cái lúc nào đó thì bà con cứ áp dụng theo cái kinh nghiệm của mình thôi. Còn bà con có những kinh nghiệm hay thì có thể làm theo cách của mình ha. Xin mến chào bà con, hẹn bà con gặp lại ở video sau.